Trái này nè, các bạn biết trái gì chưa? Các bạn nhìn thấy trái này trái gì chưa? Đây là trái lựu các bạn. Trái lựu nè, cũng tính pound luôn nha các bạn. Một đồng 69 cent một pound. Nó tóm lại bên Mỹ này bán cái gì cũng tính pound, cho một pound có nửa ký rồi đó các bạn. Con trái gì chắc nửa pound quá. Con trái gì khoảng đồng mấy. Nè, các bạn thấy sầu riêng chưa? Sầu riêng nè, cái này là sầu riêng tươi nha các bạn. 10 đô la một pound. Ghê hồn chưa? 10 đô la một pound thì nó chỉ có nửa ký thôi đó, nửa ký là 10 đô la đó các bạn. Thì các bạn suy nghĩ coi, một trái như vậy thì ít nhất cũng phải mấy pound đúng không? Tony xin chào mọi người nha. Mọi người thấy Tony đang đổi gì không? Nón lá đây. Nón lá bài thơ. Người ta nói chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony. Hôm nay thì Tony cùng với mọi người coi trong cái chợ Việt Nam ở Mỹ có bán những gì. Mời các bạn theo chân của mình nha. Thì hôm nay Tony sẽ chia sẻ với các bạn chợ Việt Nam ở Mỹ có bán những cái gì. Mời các bạn cùng theo chân của Tony để đi khám phá nha. Và đây là những cái chiếc nón lá. Nón lá này thì Tony suy nghĩ chắc là nhập từ nước Việt Nam của mình qua đây. Và đây là những cây chổi. Cây chổi này là cái bằng chổi rôm hay cái gì đó các bạn ơi. Và đây là chổi trà này các bạn. Đây, cái chổi trà này các bạn, chổi trà, chổi rôm, nón lá. Đây là một cái chợ ở cái thành phố Houston, tiểu bang Texas nhé các bạn. Chợ này là chợ của người Việt Nam mình. Hôm nay Tony cùng với các bạn khám phá coi chợ Việt Nam ở Mỹ có những cái gì. Nếu các bạn thích video, các bạn nhớ bấm like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ với mọi người giùm Tony nha. Tony cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn có comment, có những cái suggestion hay là đề nghị gì thì các bạn comment bên dưới cái clip để chia sẻ với mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây, các bạn có biết trái này trái gì chưa? Các bạn nhìn thấy mình đang cầm trái gì không? Đây là trái cốc đó các bạn. Để coi coi một bọc cốc như vậy nha, nó có 5 trái nha các bạn. 5 trái. Thì nó tính theo pound, 1 pound là 5 đô la. 1 pound tức là mình khoảng nửa ký đó các bạn. Thì một bọc như vậy mình không biết bao nhiêu pound đi nữa. Có thể 1 ký, ký rưỡi thì cứ nửa ký là 5 đô la đó các bạn. Các bạn thấy ghê chưa? 5 đô la bên Việt Nam các bạn mua được một thúng cốc đúng không? Bên này 5 đô la các bạn mua chỉ được có nửa pound thôi, tức là nửa ký thôi đó các bạn. À, còn đây là các bạn biết trái này trái gì chưa? Đây, the dragon fruit. Trái này là trái thăng long đó các bạn. Nó cũng tính pound luôn nha. 1 pound là 4 đô la, tức là 1 pound là nửa ký. Một trái như vậy mình cũng không biết là nó bao, nó nặng bao nhiêu nữa các bạn. Có thể nửa pound, có thể 1 pound, mình cũng không biết nữa. Ok, đây là trái thăng long nhé các bạn. Đây là trái cốc nè, bên đây nè, bên đây nó cũng có nè. Bây giờ còn nè, cho các bạn xem trái này nè. Các bạn biết trái gì chưa? Các bạn nhìn thấy trái này trái gì chưa? Đây là trái lựu các bạn. Trái lựu nè, cũng tính pound luôn nhé các bạn. Một đồng 69 cent một pound. Nó tóm lại bên Mỹ này bán cái gì cũng tính pound, cho một pound có nửa ký rồi đó các bạn. Con trái gì chắc nửa pound quá. Con trái gì khoảng đồng mấy đó. À, lụ nè, thăng long nè, cốc nè. Không, ghê hồn cho các bạn. Trái cốc á, pound 5 đô la. Quá dữ. À, nè, các bạn thấy sầu riêng chưa? Sầu riêng nè. Cái này là sầu riêng tươi nhé các bạn. 10 đô la một pound. Ghê hồn chưa?
$10 một pound. Một pound thì nó chỉ có nửa ký thôi đó, nửa ký là $10 đó các bạn. Thì các bạn suy nghĩ coi, một trái như vậy thì ít nhất cũng phải mấy pound đúng không? Đó, còn đây là chôm chôm của người Mỹ. Chôm chôm thì nó rẻ, một pound có $1 thôi nha. Đây là nhãn, là nhãn này là nhãn Long An nha các bạn. Nhãn này là nhãn từ Việt Nam qua nha. Việt Nam Long An. Một pound 2 đồng rưỡi. Một pound là nửa ký 2 đồng rưỡi. Đó, thấy chưa? Còn đây là trái cóc non. Phải không? Trái cóc non này các bạn. Rồi rồi, $4 một pound nha. Trái cóc non á, trái cóc baby đó các bạn. $4 một pound. À, thăng long. Cái này là mango nè các bạn, xài nè. Xài sống á. À. Một pound $6. Một trái như vậy không biết bao nhiêu pound nữa, chắc pound pound mấy á. Dạ. Đó, chị này chị nói là cái trái cốc này cốc non, còn cái trái cốc mẹ nằm bên kia kìa các bạn. À, à cái này cốc của người Thái Lan. À kìa. Cốc này là cốc của người Thái nha các bạn. Yeah. Măng cục nè các bạn. Đây măng cục đây. Trái khế luôn nè, cho các bạn coi trái khế nè. Trái khế nè. Một dĩ như vậy là 2 đồng 36 cent. Một dĩ này nó chưa được một pound nhé các bạn, chưa được một pound tức là chưa được nửa ký khế. Chưa được nửa ký khế mà 2 đồng mấy á các bạn. Trái kiwi, này là trái kiwi. Dạ. Con này là trái bon bon nè các bạn ơi. Bon bon nha. Bon bon này thì nó chưa được một pound, nó mới có nửa pound thôi à, 2 đồng mấy. Chợ này có bán đồ ăn, bán trái cây, thịt cá và có bán cả những cái cây để mà mình trồng luôn nha các bạn. Đây nè, đẹp quá nè. Đây là bông cúc nè các bạn. Bông cúc quá đẹp. Thấy chưa? Chợ này cũng lớn lắm nha các bạn. Bán rất. Đây là cái hàng bán bánh ngọt nha các bạn. Bán bánh mì ngọt. Bán bánh ngọt. Bán những cái đồ khô đó các bạn. Đây là hàng bán đồ khô, bán bánh ngọt này kia nữa. Và đây là cái gì đây, để mình coi coi. À, cái trái này sao nó giống trái cà na đó các bạn ơi. Giống trái cà na đó. Yeah. Nè, khô mực nè các bạn. Cà na khô mực. Nè. Đây là những cái bánh gì đây, mình xem coi. Bánh này cái gì mà nó giống như bánh ú, bánh tét gì đó các bạn ơi. Bánh ú, bánh ú. Yes, đây nè, bánh ú có nhân. Dĩ vậy là 3 đồng 99 cent, tức là $4 một dĩ đó các bạn. Cái này là bánh ú nha. Còn đây là bánh dừa nè các bạn. Cái này là bánh dừa nè. Bánh bánh lá dừa dầu, bánh 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 lá dừa đậu. Yes, bánh lá dừa đậu các bạn ơi. À, một dĩ vậy là hai cái thì $2. Wow. Còn bánh này bánh gì đây? Bánh tét đậu nè các bạn. Một cái như là $2. Còn đây là chả giò. Tony đang chia sẻ với các bạn đây là những cái mà hàng bánh mà mình có thể ăn liền được. Và những cái đồ bánh khô nha các bạn. Đây là bún thịt nướng chả giò, bún thịt nướng chả giò $5 một phần như vậy nè các bạn. À, cái này gì đây, bánh ít trần. Dĩ vậy nó có 3 cái $3 vậy là tính ra một cái bánh ít trần là $1 đó các bạn ơi. Đây quá trời xôi nè các bạn. Xôi gì đây, bây giờ mình khám phá thử coi xôi này xôi gì nha. Sweet rice cake. À, cái xôi này là giống như xôi
xoài ngọt đó các bạn, xoài đậu xanh gì á, dĩ vậy nó có 3 cục, 2 đô la 3 cục. Sweet Rocket à ha, cái này cũng là xoài giò luôn nè, 1 đồng 79 sen. Tôi này đang chia sẻ với các bạn, đây là những cái mà món ăn mình có thể mua ăn liền nha các bạn. Đây là chợ của người Việt Nam mình ở hải ngoại nha các bạn, bán rất là nhiều thứ. Nói tóm lại bên Việt Nam có cái gì thì bên này có cái đó nha, nồi ơ, son, chảo, cái gì cũng có nha các bạn. Đây là gạo nè các bạn, thì mỗi một bao gạo như vậy để coi coi nó gọi là 25 pound, 11 kg thì nó khoảng 23 đô la nhé các bạn, 23 đô la cho 11 kg gạo nhé các bạn. Gạo này thì chắc là gạo của người Thái Lan, đúng rồi, nó gọi là Thai Jasmine Rice các bạn thấy không, Thai Jasmine Rice, gạo này là gạo của người Thái Lan nhé các bạn. Bốn ký sáu một bao như vậy nè, 4 ký 6 thì 13 đô la, còn 11 ký 3 đó thì 23 đô la. Nồi ơi, son, chảo, cái gì cũng có nha các bạn, không thiếu gì hết. Nói tóm lại bên Việt Nam có cái gì thì bên này có cái đó. Trong vài phút vừa qua Tony đã chia sẻ với các bạn chợ Việt Nam, những loại trái cây mà ở Việt Nam mình có thì bên này cũng đều có bán. Thôi Tony xin tạm dừng cái clip ở đây, hẹn các bạn lại cái clip sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu xem cái clip nha. Nếu các bạn thích thì các bạn bấm like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ với mọi người. Các bạn đừng quên comment bên dưới để chia sẻ ý kiến với mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nha.